Một ngày mới trên quê hương Điện Bàn. Từ những khu vườn đầy cây trái, các mẹ các chị kiểu kịch quăng gánh về ngõ chợ. Làng nghề ẩm thực Phú Trim thức giấc, những gánh mì su xoa bánh tráng hối hả tỏa về các ngã. Phố Vĩnh Điện lại nhộn nhịp còi xe và rực rỡ sắc màu. Nhưng rộn ràng hơn, sôi động hơn là dòng người chảy về các cụm khu công nghiệp trên địa bàn huyện. Điện Bàn cơ bản là huyện công nghiệp và đang vươn mình thành thị xã trong một tương lai rất gần. Trong lịch sử phát triển của xứ Đàng Trong, vùng đất Điện Bàn đã để lại nhiều dấu ấn khá đậm nét, là phên dậu phía nam của Tổ quốc, là bàn đạp để mở mang bờ cõi về phương Nam, là nơi tọa lạc của dinh trấn Quảng Nam, một trong những nơi khai sinh chữ quốc ngữ. Nhà nghiên cứu Nguyễn Văn Xuân từng nhận định Điện Bàn là vùng du lịch lớn trong dĩ vãng. Trong công cuộc hội nhập và phát triển, với vị thế trọng yếu là vùng kinh tế sôi động phía bắc Quảng Nam, giáp ranh với thành phố Đà Nẵng, tiếp giáp với đô thị cổ Hội An, là trung điểm của con đường di sản thế giới Hội An Mỹ Sơn, Điện Bàn có nhiều tiềm năng và triển vọng để đưa ngành du lịch của huyện nhà trở thành ngành kinh tế đặc biệt, góp phần cùng sự phát triển chung của toàn xã hội. Điểm nhấn của du lịch Điện Bàn những năm qua là ưu tiên đầu tư phát triển tuyến du lịch ven biển. Trên 8 km bờ biển trải dài, nối liền thành phố Đà Nẵng và đô thị cổ Hội An. Cơ sở hạ tầng được chú trọng xây dựng, các dự án du lịch được đưa vào khai thác. Bãi tắm Hà My Điện Dương và Viêm Đông Điện Ngọc được quy hoạch xây dựng, trở thành điểm du lịch hấp dẫn với bờ cát trắng, nước xanh và sạch đẹp. Các dự án khu nghỉ mát, khách sạn, sân golf lần lượt hình thành và đi vào hoạt động có hiệu quả. Hàng triệu lượt khách mỗi năm đã giới thiệu với bạn bè thế giới về các khu du lịch, các điểm dừng chân đầy tiện nghi trên đất Điện Bàn. Một danh Nam Hải đậm chất Á Đông và sang trọng. Qua các sự kiện lớn của du lịch Quảng Nam, Việt Nam, giờ Nam Hải đã khẳng định được vị thế của mình, để lại những ấn tượng đẹp trong lòng du khách. Một Le Bay Hà My Spa Resort ấm cúng và quyến rũ. Với các thiết kế trang trí mang đậm dấu ấn ngôi nhà Việt, Le Bay Hà My đã tạo cho du khách cảm giác yên bình, thanh thản. Ở điểm đón đầu con đường du lịch biển Đà Nẵng Quảng Nam là khu đô thị Bồng Lai sang trọng và sân golf Montegon Marilife Việt Nam đầy hấp dẫn. Nếu Montegon Marilife là một không gian động rộng lớn với những đồi cỏ xanh mướt, những hố cát phơi mình và những đường golf kỹ xảo điều nghệ, thì Bồng Lai là chốn yên bình để nghỉ ngơi thư giãn. Khu đô thị Bồng Lai đem lại cho khách cảm giác tuyệt vời như chính tên gọi của nó. Chỉ là một vùng đất nhỏ, nhưng Điện Bàn có đủ các yếu tố sông biển đất đai đa dạng, lại điểm xuyến bởi đồi Bồ Bồ lộng gió. Vùng đất cát phía đông bao năm khô cằn nóng bỏng, nay đã san sát nhà cửa khang trang và các khu công nghiệp nhộn nhịp thay ca. Vùng hạ lưu các dòng sông với những khu vườn xanh mướt, những cánh đồng lúa triểu bông. Hướng về phía tây, đồi Bồ Bồ vắt ngang qua xã Điện Tiến, với con đường ngoằn ngoèo, vi vu thông reo, những quần thể di tích thấp thoáng là một trong những điểm du lịch sinh thái đầy triển vọng. Đặc biệt, không thể tách rời vùng đất Điện Bàn với dòng sông Thu Bồn xanh mát và các dòng sông Vĩnh Điện, Thanh Quyết, Bầu Sáu, Cổ Cò. Các dòng sông như những mạch máu quyện chặt với đất đai, tỏa đi khắp cơ thể các làng xã. Dòng Thu Bồn mênh mang, phù sa lắng động, sinh thành vùng đất Gò Nổi như tinh hoa đất trời ban tặng. Đến Điện Bàn, thả thuyền dọc các dòng sông, du khách như được hòa với sông nước trời mây, cùng ru mình trong các câu hò điệu lý. Ngược dòng câu lâu, thuyền sẽ đưa du khách về với vùng quê Gò Nổi, địa linh nhân kiệt. Hay xuôi thuyền về cửa đại sẽ bắt gặp khu du lịch sinh thái nhà vườn Tim Tây.
không gian mở của khu du lịch nhà vườn Tiêm Tây sẽ là bản hòa ca giữa con người và thiên nhiên, tạo nên mối quan hệ gần gũi giữa du khách và người dân bản địa. Vùng đất Điện Bàn Trù Phú còn được mệnh danh là đất trăm nghề. Các làng nghề truyền thống, tiểu thủ công nghiệp được chú trọng phát triển. Các doanh nghiệp đã nhanh chóng nắm bắt nhu cầu thị hiếu thị trường để tạo nên những sản phẩm du lịch níu chân du khách. Những nghệ nhân Điện Bàn đã tạo dựng được tiếng vang trong các lần đem chuông đi đánh xứ người. Làng đúc đồng Phước Kiều với những thanh âm vang vọng, một Lê Đức Hạ với khúc biến tấu đất nung, một Nguyễn Văn Tiếp với nghề chạm khắc gỗ truyền thống, một Âu Lạc với những sản phẩm đầy triết lý nhân sinh. Làng nghề may trai Phú Bông Phong Thử với những sản phẩm tinh xảo và tiện lợi. Các làng nghề ẩm thực ở Điện Bàn cũng là những địa chỉ văn hóa du lịch đặc sắc. Các đặc sản bánh tráng, mì phú chim hay bê thui cầu móng đã trở thành nét độc đáo của văn hóa ẩm thực Điện Bàn xứ Quảng. Nằm giữa con đường nối hai di sản văn hóa thế giới phố cổ Hội An và thánh địa Mỹ Sơn, không gian nhà cổ truyền thống Việt Nam Vina House Spy là điểm dừng chân đầy lý thú. 18 nếp nhà cổ xưa độc đáo nhất của người Việt và 15 công trình kiến trúc được phục dựng trở lại. Đến đây, du khách sẽ được trải nghiệm những triết lý về không gian nhà cổ và khám phá những nét độc đáo ẩn chứa đằng sau sự giản dị của hồn quê Việt. Hàng trụ biểu bằng gỗ ôm ấp tảng đá vuông cùng tựa vào cây thiên tuế nghìn năm như sự trường tồn, tạo nên giá trị vững chắc của không gian truyền thống Việt. Đường dẫn vào không gian nhà Việt gợi lên một chút tình quê hồn hậu, chút yên bình lặng lẽ. Không gian bảo tàng là nơi phục dựng những ngôi nhà ở dân gian của người Việt, kiểu nhà truyền thống đặc trưng ba gian hai trái của vùng đất Quảng Nam, được phục dựng gần như nguyên vẹn, trở thành ngôi nhà thờ tổ nghề mộc, cho ta hoài cảm về một thời xa xưa. Nhà Tam Giang Tứ Hạ Quảng Nam có kích thước lớn nhất cũng như số cột nhiều nhất, 108 cây. Những thứ gỗ được các nghệ nhân thổi hồn bằng những đường nét chạm khắc tinh tế. Điểm dừng chân thú vị tiếp theo là nhà tranh tre một gian hai trái. Các nông cụ, đồ gia dụng được bày biện theo phong cách nếp ở của bậc tiền nhân. Du khách thả hồn trôi về miền quá khứ. Góp phần làm nên nét độc đáo, ý nhị trong toàn bộ cảnh quan ở không gian này, ngôi nhà rường Huế nằm e ấp sau hàng cao thẳng tắp, trang trí theo lối cung đình uy nghi diễm lệ, là tuyệt tác nghệ thuật độc đáo. Đường đi ra nhà chờ thuyền được cách điệu bằng cầu tre, hai bên đường phủ bóng trúc, phía trước là hồ Bạch Liên hình dáng độc đáo, kết hợp với vật liệu ốp lát thành mềm mại nên thơ. Những viên đá xếp vào nhau tạo thành đường đi trên mặt nước, du khách ngắm hoa nở và đàn cá bơi lội tung tăng. Những góc yên ả trong khu vườn là nơi thưởng thức trà đạo, ngắm trăng, vịnh thơ. Với chặng hành trình rong ruổi trên miền cảm xúc qua khu bảo tàng nhà cổ, du khách có thể thưởng lãm bao nét đẹp cổ kính, những giá trị di sản tuyệt mỹ mà bao thế hệ người Việt đã dày công tạo dựng, chiêm nghiệm sự tài hoa lịch lãm của người xưa trong kiến trúc và bài trí không gian sinh hoạt, ăn ở thờ cúng. Nơi này sẽ cho bạn thấy ý niệm về sự tiếp nối công cuộc bảo tồn, tôn tạo, giữ gìn cái đẹp. Sau bước chân lãng du, có gì thú vị hơn nữa khi được nhìn ngắm những nếp nhà xưa, thưởng thức ẩm thực ba miền đất nước bên chén trà trong sương sớm, nghe hương hoa câu thoảng nhẹ góc sân vườn. Du lịch văn hóa lịch sử cách mạng với tâm điểm là Bảo tàng Điện Bàn trong những năm qua đã đón chào hàng ngàn lượt khách. Bảo tàng Điện Bàn có vị trí thuận lợi nằm trong khuôn viên di tích thành tỉnh Quảng Nam trên tuyến đường nối liền Hội An Mỹ Sơn. Bằng nguồn kinh phí vận động và ngân sách địa phương hơn 20 tỷ đồng, huyện Điện Bàn đã đầu tư nâng cấp, xây dựng và trưng bày hiện vật tại nhà Bảo tàng huyện.
Nơi đây lưu giữ các giá trị về lịch sử, văn hóa và truyền thống đấu tranh cách mạng của quân và dân Điện Bàn. Các hiện vật được trưng bày theo từng giai đoạn lịch sử, như giai đoạn Chúa Nguyễn ở Đàng Trong, giai đoạn đấu tranh chống giặc ngoại xâm và các hiện vật về văn hóa Sa Huỳnh, Chăm Pa. Tại nhà bảo tàng huyện còn trưng bày bộ sưu tập đèn dầu cổ của anh Lê Công Anh Đức, một tài sản vô giá. Với không gian thoáng đãng, mát mẻ và tĩnh lặng, kết hợp hài hòa các yếu tố lịch sử, văn hóa, sinh thái, vui chơi giải trí, với ý tưởng xây dựng một bức tranh toàn cảnh làm sống lại vùng đất thành tỉnh năm xưa, khu bảo tàng Điện Bàn sẽ là một điểm đến hết sức lý tưởng của du khách. Ngôi nhà của mẹ Việt Nam anh hùng tiêu biểu của cả nước, mẹ Nguyễn Thị Thứ, tọa lạc trên mảnh đất xóm rừng, làng Thanh Quyết, xã Điện Thắng Trung, huyện Điện Bàn. Gần một thế kỷ qua đã chứng kiến biết bao đau thương mà vinh quang của cuộc đời mẹ Thứ, người mẹ huyền thoại đã khiến dâng cho tổ quốc 12 người thân. Nước mắt mẹ cạn dần khi lần lượt nhận tin 9 con trai, một con rể và hai cháu ngoại không một ai trở về. Tại ngôi nhà và khu vườn này, suốt hai cuộc kháng chiến, mặc dù địch cày xới xóm làng, ngày đêm lùng sục, gia đình mẹ vẫn vững vàng ý chí bám đất bám làng theo cách mạng. Đêm đêm vợ chồng mẹ xay lúa giã gạo, đóng góp nuôi quân và bảo vệ 5 căn hầm bí mật trong vườn nhà. Mẹ thoát thai từ mảnh đất anh hùng, sinh ra những người con anh hùng và sẽ lại hóa thân vào đất, vào non nước Việt Nam. Mẹ sẽ sống mãi ngàn đời với các thế hệ con cháu hôm nay và mai sau. Ngôi nhà của mẹ đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận là di tích lịch sử cấp tỉnh năm 2011. Nằm cạnh trên đường Thiên Lý Bắc Nam, thuộc thôn Viêm Tây 1, xã Điện Thắng Bắc, nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn xây dựng với quy mô hoành tráng. Tượng đài sừng sững vươn cao, hai nhà bia tưởng niệm trang nghiêm trầm mặc ghi danh những anh hùng liệt sĩ đã anh dũng hy sinh vì sự nghiệp giải phóng dân tộc. Vào dịp lễ Tết, ngày nghỉ cuối tuần, nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn đã đón bao dòng người về đây như về chốn tâm nguyện tri ân. Tại nghĩa trang này, những bà mẹ dẫu tuổi cao sức yếu vẫn thường xuyên đi về với những đứa con của mẹ. Nhiều cơ quan đoàn thể, các em học sinh, thân nhân gia đình các liệt sĩ luôn viếng thăm chăm sóc phần mộ và thắp nén hương lòng tri ân các anh. Đây là công trình được Bộ Văn hóa Thông tin công nhận là nghĩa trang cấp quốc gia. Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi nằm trong khuôn viên nghĩa trang liệt sĩ Điện Bàn. Công trình đã được Ủy ban Nhân dân tỉnh Quảng Nam công nhận di tích lịch sử cấp tỉnh. Nguyễn Văn Trỗi đã anh dũng hy sinh, nhưng lời anh vẫn còn vọng mãi ngàn năm. 9 phút chiến đấu và hy sinh anh dũng của anh Trỗi tại pháp trường đã trở thành bất tử, thành biểu tượng sáng ngời về chủ nghĩa anh hùng cách mạng của thế hệ thanh niên Việt Nam thời kỳ chống Mỹ cứu nước. Tinh thần yêu nước của anh làm chấn động dư luận quốc tế. Nhà tưởng niệm anh hùng liệt sĩ Nguyễn Văn Trỗi là nơi lưu giấu những hình ảnh, tư liệu và kỷ vật về cuộc đời hoạt động cách mạng của anh Trỗi, là mái nhà chung của tuổi trẻ mọi miền đất nước tham quan tìm hiểu về cuộc đời hoạt động của người con ưu tú của làng Thanh Quyết, Điện Bàn. Những công trình này là một quần thể về di tích văn hóa lịch sử cách mạng của huyện Điện Bàn. Huyện đã và đang triển khai các dự án, chương trình tôn tạo nâng cấp trở thành những điểm đến hấp dẫn để du khách tìm hiểu về truyền thống cách mạng cũng như nét văn hóa đặc trưng của quê hương Điện Bàn. Điện Bàn, vùng đất giàu phẩm vật như nhận định của Lê Quý Đôn từ những năm đầu thế kỷ thứ 16, một thủ phủ của xứ Đàng Trong thế kỷ thứ 17-18, vùng đất trung dũng kiên cường trong đấu tranh chống giặc ngoại xâm, vùng đất anh hùng lao động trong thời kỳ đổi mới. Điện Bàn đã và đang tiếp nối và phát huy những giá trị tinh hoa của đất và người, xây dựng quê hương ngày càng phát triển. Trên con đường đi lên ấy, du lịch, ngành công nghiệp không khói đóng một vai trò thiết yếu. Kỳ vọng về một Điện Bàn giàu bản sắc
được chú ý trên bản đồ du lịch Việt Nam và thế giới là tâm huyết của tất cả những người đã và đang yêu mến vùng đất này. Bạn ơi hãy đến quê hương.